Chào mừng bạn đến với Nguyễn Linh 0303. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn một tỉnh duyên hải miền Trung. Nơi đây là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là quê hương của nhà thơ Hàn Mạc Tử, là nơi có chiều ngang hẹp nhất Việt Nam. Nếu tính theo chiều từ Tây sang Đông thì chỉ dài có 50 km. Bên cạnh đó, nơi đây cũng được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, hang Sơn Đỏ, nằm ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Và tỉnh mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đó chính là tỉnh Quảng Bình. Vậy ngoài những điều riêng biệt mà mình vừa nêu thì Quảng Bình còn có những đặc điểm gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Xét về lịch sử hình thành, thời nhà nước Văn Lang, Quảng Bình nói riêng và vùng Bình Trị Thiên nói chung thuộc Bộ Việt Thường, là điểm cực nam của nước Văn Lang. Thời Hán, Quảng Bình thuộc quận Nhật Nam. Sau khi nhà nước Lâm ấp, tiền thân của nước Champa giành độc lập vào năm 192. Năm 1069, Lý Thánh Tông, vua của Đại Việt, đánh chiếm Champa, bắt được vua Champa đưa về Thăng Long. Để được thả, vua Champa đã dâng đất tương ứng với tỉnh Quảng Bình ngày nay cho Đại Việt, và Quảng Bình chính thức thuộc về Đại Việt từ năm 1069. Năm 1075, Lý Thường Kiệt đổi tên Châu Bố Trinh thành Châu Bố Chính, Châu Địa Lý thành Châu Lâm Bình. Năm 1605, Nguyễn Hoàng đổi Châu Bố Chính thành phủ Quảng Bình, cái tên Quảng Bình có từ đó. Sau cách mạng tháng 8, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Quảng Bình có 5 huyện, bao gồm Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và thị xã Đồng Hới. Từ ngày 20 tháng 9 năm 1975, Trung ương có quyết định nhập Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thành tỉnh Bình Trị Thiên, lấy thành phố Huế làm tỉnh lỵ. Ngày 1 tháng 7 năm 1989, Trung ương Đảng đã có quyết định tách 3 tỉnh về địa giới cũ và tỉnh Quảng Bình được tái lập cho đến ngày hôm nay. Sau nhiều lần chia tách và xác nhập địa giới hành chính, hiện nay Quảng Bình có một thành phố là thành phố Đồng Hới, một thị xã là thị xã Ba Đồn và 6 huyện bao gồm Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa. Chúng ta cùng nhau xem xét điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Bình. Xét về vị trí địa lý, Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam, với diện tích tự nhiên vào khoảng 8.000 km2, cách thủ đô Hà Nội 500 km về phía Nam và có vị trí địa lý như sau: phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp nước Lào, có đường biên giới dài 202 km, phía Đông giáp Biển Đông. Xét về điều kiện địa hình Quảng Bình có đặc trưng chủ yếu là hẹp và dốc, nghiêng từ Tây sang Đông, đồi núi chiếm 85% diện tích toàn tỉnh và bị chia cắt mạnh. Hầu như toàn bộ phía Tây của tỉnh là núi cao, có độ cao từ 1.000 đến 1.500 m, trong đó cao nhất là đỉnh Phi Cô Phi cao 2.017 m, kế tiếp là vùng đồi thấp phân bố theo kiểu bát úp, gần bờ biển có dải đồng bằng nhỏ và hẹp, sau cùng là những tràng cát ven biển có dạng lưỡi liềm hoặc giải quạt. Chúng ta cùng nhau xem xét về khí hậu của tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa và luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam và được chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 2.000 đến 2.300 mm/một năm. Thời gian mưa tập trung vào tháng 9, tháng 10, tháng 11. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 và nhiệt độ trung bình là 24 đến 25 độ C. Xét về điều kiện tài nguyên thì tài nguyên của Quảng Bình về khoáng sản có nhiều loại khoáng sản như vàng, sắt, titan, chì, kẽm và một số khoáng sản phi kim loại như cao lanh, các thạch anh, đá vôi và đá granite. Trong đó, đá vôi và cao lanh có trữ lượng lớn, đủ điều kiện để phát triển công nghiệp, xi măng và vật liệu xây dựng với quy mô lớn. Có suối nước khoáng nóng 105 độ C, trữ lượng vàng tại Quảng Bình có khả năng phát triển công nghiệp và khai thác chế tạo vàng. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Bình. Xét về dân cư, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, dân số Quảng Bình đạt 895.430 người. Trên địa bàn tỉnh có 24 dân tộc anh em cùng sinh sống, nhưng chủ yếu là người Kinh, chiếm khoảng 97%. Dân cư phân bố không đồng đều do địa hình dốc hẹp. 60% dân số sống ở vùng nông thôn và 40% là sống ở thành thị.
Toàn tỉnh có 6 dân tộc, có 6 tôn giáo khác nhau, nhiều nhất là Công giáo. Chúng ta cùng nhau xem xét về văn hóa của tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình là vùng đất văn vật nổi tiếng với di chỉ văn hóa Bầu Chó. Các di chỉ thuộc nền văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn và Sa Huỳnh. Nhiều di tích lịch sử như Quảng Bình Quan, Lũy Thầy, thành Khu Túc Chăm Ba, thành Quách của thời Trịnh Nguyễn, nhiều địa danh nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược dân tộc như Cảnh Dương, Cổng Trời, Xuân Sơn, Long Đại và đường Hồ Chí Minh. Trong quá trình lịch sử đã hình thành nhiều làng văn hóa nổi tiếng và được truyền tụng từ đời này sang đời khác như Bát Danh Hương, Sơn Hà, Cảnh Thổ, Văn Võ Cổ Kim. Nhiều doanh nhân tiền bối học rộng độ cao nổi tiếng từ xưa cho đến nay trong nhiều lĩnh vực quân sự văn hóa sâu như Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Nguyên Giáp. Quảng Bình là vùng giao thoa của hai nền văn hóa cổ Việt Chăm Ba, thể hiện những di chỉ có niên đại 5.000 năm đã được khai quật ở Bầu Chó phía Bắc Đồng Hới. Xét về điều kiện du lịch của tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi, có rừng, có biển, có sông và nhiều cảnh quan rất đẹp. Với chiều dài dọc bờ biển là 116 km, có nhiều bãi tắm đẹp như Vũng Chùa Đảo Yến, nơi yên nghỉ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, có biển Nhật Lệ, biển Hải Ninh, có điều kiện thuận lợi để xây dựng các tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Vùng ven biển có nhiều di tích lịch sử văn hóa như đèo Ngang, đèo Lý Hải, cửa biển Nhật Lệ. Với quần thể di tích và danh thắng của thành phố Đồng Hới, đặc biệt Quảng Bình có di sản thiên nhiên thế giới là vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, có giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo đá vôi phức tạp ở khu vực Đông Nam Á với những hang động đẹp nổi tiếng như động Phong Nha, động Thiên Đường và hang Sơn Đỏ, hang động lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, Quảng Bình có nhiều di tích lịch sử có giá trị đặc biệt cả về tâm linh và danh lam thắng cảnh, thu hút được du khách du lịch như đường Trường Sơn Huyền Thoại, cổng trời Khe Gác và hang Tám Cô. Với những điểm và quần thể du lịch ven biển, các di tích lịch sử và các hang động đã đưa đến cho du khách những trải nghiệm bất ngờ khi đến nơi đây. Trong video ngày hôm nay, mình đã gửi đến các bạn một tỉnh miền Trung, đó là tỉnh Quảng Bình. Dải đất Quảng Bình nổi tiếng với nhiều phong cảnh kỳ vĩ, sơn thủy hữu tình, hội tụ đầy đủ các chức năng của loại hình đồng bằng, rừng núi, sông biển và hải đảo, với rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, các thắng cảnh nổi tiếng như đèo Ngang, Vũng Chùa, Đảo Yến, biển Nhật Lệ, động Phong Nha Kẻ Bàng và hang Sơn Đỏ. Bên cạnh đó, nơi đây cũng là vùng đất sản sinh cho rất nhiều nhân tài cho đất nước như đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu có dịp, các bạn hãy đến với Quảng Bình, thăm những di tích lịch sử vẻ vang, khám phá hang Sơn Đỏ, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Và thật sự là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của mình để đón nhận những video bổ ích tiếp theo mà mình chia sẻ về lĩnh vực địa lý, lịch sử, khoa học và cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.